À, chào các bạn, mình là Quang Hồng Phúc. Hôm nay mình muốn quay một clip này cho các bạn để các bạn rút kinh nghiệm. Thì có một anh bạn, anh quen, anh gửi cho mình một cái lưới, nó tương đối là nó mỏng, để mình làm cái bẫy rắn. Thì mình làm cái bẫy rắn, mình biết thì cái này nó yếu lắm, nó không thể nào nó chịu được đâu, nên mình cũng không có đưa cho anh. Đây, thì mình mang đi mình gài thử. Thì hôm nay cái kết quả thì nó là như vậy, để mình giới thiệu cho các bạn, mai mốt các bạn tránh cái trường hợp như vậy. Là mình mua lưới thì chịu khó mua cái lưới cho nó mắc tiền một chút, nhưng mà con mình muốn bẫy nó vô thì nó sẽ không có ra. Thì ở đây một cái bẫy là như này á, thì các bạn thấy có một cái lỗ to lắm, tôi đút mấy ngón tay vô luôn, nó ở ngay trên cái hòm trên, nó nằm phía trên hòm trên, và cái phía đuôi nó đây, phía đuôi ở đây nó nhanh nheo luôn đó, mấy cái ổ lưới nó nhanh nheo. Thì cái này theo tôi, kinh nghiệm của tôi á, đây cái hòm nó làm muốn hư cái hòm luôn. Theo cái kinh nghiệm của tôi đã đánh nhiều năm rồi á, thì trường hợp này là chồn đèn đó các bạn. Con chồn đèn đấy, con chồn đèn nó sẽ chuyên môn nó phá ở cái phía trên, con chồn đèn chuyên môn nó phá ở phía trên cái hòm, nó bước cái chân lên cái hòm trên người ta và nó cắn nó phá. Còn nếu mà các bạn bẫy rắn mà gặp rắn lớn nó phá thì nó sẽ phá ở bên hông. Đây, con rắn thường thường nó sẽ phá ở cái vị trí này hoặc là vị trí gần dưới đuôi là rắn. Còn chồn thì chuyên môn là chỉ phá bên đây thôi, hầu hết là nó sẽ phá ngay chỗ này, cái chỗ này là nó gác cái chân nó lên trên cái hòm trên và nó sẽ cắn. Thì mình giới thiệu cho các bạn như vậy là để các bạn rút kinh nghiệm thôi. Chúng ta có thể làm cái khung lồng bên ngoài bằng lưới inox chắc cũng được. Rồi chúng ta cái hòm này chúng ta làm một cái bằng hòm sắt nó ấy hơn, thì nó yếu hơn thì chúng ta bẫy cũng được. Cái lồng như vậy thì chúng ta xài được rất là nhiều năm, mỗi năm cái hòm nó xét thì chúng ta gỡ hai cái miếng hòm ta thay ra thôi. Còn cái lồng thì chúng ta xài inox mà không xét thì lâu lắm, mấy năm trời chúng ta xài cũng không có sao. Đây, bây giờ tôi giới thiệu các bạn đấy, con chồn đèn nó phá ngay cái vị trí trên cái nóc lồng ở trên cái hòm trên. Đây, nó cắn như vậy đây. Đây, chào các bạn, là tôi quay cho các bạn rút kinh nghiệm nhé, và tôi cũng rút kinh nghiệm luôn. Đấy, chào các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành.